hai mươi mấy gần 30 mét mà đâu có chịu nổi, nên là các bạn nghĩ gớt vậy nó không hư nó chịu lạ đó. Cái này chung với cái kim bò ha, cái này là cái men đó. Kim bò nó như vậy nè các bạn đó. Bây giờ nó lìa cả hết đó, nên là cho nó nằm nghiêng luôn, mình tính tiếp. Bây giờ mình sẽ mở luôn cái phần dưới đây ha, còn không mình để nó không mà để nó trang trí đi, để khoan nó mở. Rồi mình mở cái phần này để các bạn thấy không, cái này giờ đứng còn muốn nổi này, để cho các bạn ở cái chỗ này nhé, cái chỗ này là cái chỗ mà bị liệt nè, và nhìn nè, thấy chưa, nó vậy rồi. Còn dính dây rồi thôi đó. Nếu cái này muốn ngon lành lại rồi các bạn phải mua một cái bộ vỏ mới. Dance. Các bạn như các bạn cũng thấy rồi, và flycam nó bị rớt từ trên cây xuống thì tan nát luôn á, thì nói chung là nó bị liệt luôn rồi đó. Bây giờ khắc phục là giờ nào thì mình sẽ xem lại tình trạng của em nó lại cái rồi mình sẽ khắc phục nó. Bạn bây giờ các bạn xem lại là em nó là sau khi gặp sự cố thì nó như thế nào ha. Đây đó, khi nó là đem về thì nó là nó bị liệt và nó bị gãy vô một bên cánh luôn các bạn. Thì cái này là quấn băng keo và đỡ nè, nó bị gãy. Rồi phần gimbal thì nó gãy tan nát kêu nó là cái gimbal của nó là mình bỏ vô trong đây này, để mình để riêng em nó ra. Gimbal của nó thì nó gãy tan nát ra hết rồi. Đây. Nó gãy ra như thế này đó. Nó gãy vì đứt cáp rồi nó văng túi xua hết trơn. Rồi bạn thấy phần cam nó móp như thế này nè đó. Nó móp như thế này. Nếu mà cái này đúng ra, nếu mà thay cáp lại và mình nghĩ thì vẫn có thể sử dụng được rồi, nhưng mà bây giờ mình chắc mình chỉ sửa lại cho em nó có thể bay thôi các bạn. Mình chỉ sửa lại cho em nó có thể bay ra pin để không gài và nó cạn pin hết luôn các bạn. Đây, còn cục này nó được hai gạch nè, cục này nó còn được hai gạch thắt dây pin, cục này á, cục này thì được ba gạch, nhưng mà để không gài thì nó cũng tương đối nó bị phù rồi nè các bạn, bị phù rồi. Còn cục này thì không chưa bị gì hết, nó thì chắc là mình chỉ sửa em này lại để dành bay
bài chơi thử bạn đó là tay điều khiển, tay điều khiển của em nó, tay điều khiển của em nó thì còn được ba mắt pin, tay điều khiển của em nó thì còn được ba mắt pin này. Đó. Nên là video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là mình sẽ khắc phục cho em nó có thể bay lại được thôi, nhưng mà mình không có chắc không có dùng nó em nó để bay nữa đó. Mình chỉ khắc phục qua cho em nó bay lên bay xuống chơi thôi, chứ mình không có gắn cam gì nữa. Nếu mà nữa mình dư giả thời gian thì mình có thể mình mua cát lại mình câu lại được đó, thì mình sẽ làm tiếp video tiếp theo cho các bạn xem ha. Còn video này mình sẽ là tháo cái phần men này ra, men của cái gimbal này tháo ra chấm hết luôn, mình chỉ giữ lại con cây cam của mình rồi mình khắc phục em nó là như thế nào thôi. Các bạn thấy gãy không đó, nó gãy này, nó cong nè, nó vặt lìa cái chỗ này ra luôn đó, rồi cái chỗ này thì gớt luôn cái nắp mà che cái đèn báo các bạn nè, hai cái này nè là gớt cái đèn báo ra luôn rồi đó, thì mình sẽ khắc phục mấy cái chỗ vị trí này là hết. Các bạn thấy nó hở tè le ra luôn rồi, thấy không? Đó, thì mình sẽ khắc phục lại. Và cái phần này rồi mình sẽ mở cho các bạn coi là cái chỗ này nó gãy luôn rồi các bạn. Rồi mình sẽ mở nè. Bây giờ bạn theo mình nha. Ok. Nhưng mà trước khi mình cần là cái gì thì không thể quên, đó là muốn dán lại được mình cần có keo thì mình sẽ dùng con voi các bạn. Cây kéo và đi cành đen hoặc là bằng keo đen các bạn đó, thì cần cái nào thì mình sẽ xài cái đó. Đó rồi ok, bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ lấy em nó ra đó, các bạn thấy là nó bị gãy, nó bị gãy hết rồi đó. Giờ mình sẽ tháo cái phần này ra, mình tháo cái phần men của cái gimbal á, nói chung là gimbal này còn có thể xài được nhưng mà nó hư hại hơi nặng, với mình phải mua cáp mới nè. Đó, bạn thấy mình tháo ra dễ không? Đó, mình mới cắt có cái dây nè, và nó còn giữ lại một cái dây đây, một cái chân đó này. Nếu mình cắt cái chân nó ra là cũng coi như là bỏ luôn rồi. Còn cái cục thun này là coi như đứt luôn, nó bị đứt cái đầu này luôn. Đó, này cục thun nó còn nguyên mà nó vậy, nó đứt một đầu. Này. Từ đầu video thì các bạn thấy là rơi từ độ cao 20 mấy gần 30 mét mà đâu có chịu nổi, nên là các bạn nghĩ rớt vậy mà không hư nó sẽ lạ đó. Cái này chung với cái kim bồn á, cái này là cái men đó, kim bồn nó như vậy nè các bạn đó. Bây giờ nó lìa ra hết đó, nên là cho nó nằm nguyên luôn, mình tính tiếp. Bây giờ mình sẽ mở luôn cái phần dưới đây ha. Còn không mình để nó không, mình để nó trang trí đi. Để khoan thôi mở. Rồi mình mở cái phần này. Để các bạn thấy không, cái này giờ đứng còn muốn nổi. Đây để cho các bạn ở cái chỗ này nhé. Cái chỗ này là cái chỗ mà bị liệt nè. Và nhìn nè.
chưa? Nó vậy đó. Còn dính dây rồi thôi đó. Nếu cái này muốn ngon lành lại rồi, các bạn phải mua một cái lọ vỏ mới. Bây giờ mình tiếp tục nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái chân này không? Chân này cũng lìa luôn rồi nè. Đó. Nó còn dính bằng keo dưới cái dây của nó nè. Này là dây sống đó là. Các bạn coi từ đầu các bạn thấy mình nó cắm thẳng xuống xuống dưới đất luôn đó nè. Nên bây giờ cái công đoạn này mình khắc phục thì chắc có thể hơi lâu, nên bây giờ mình sẽ tua nhanh nó lên rồi mấy bạn chờ coi kết quả trong khi mình băng bột bó xương cho em ấy nha. Ok, giờ mình sẽ làm cho công đoạn nó nhanh hơn chút. This product is brought to you by Unknown Brain. Thank you for listening. Love you all. Sau khi mình tháo hết mấy cái keo mình dán á các bạn, thì giờ mình cho mấy bạn coi một lần nữa. Tình trạng của em đó ha. Đây, cái này thì mới về ra. Mấy vị trí khác thì nứt te tua hết luôn. Đó. Rồi, hư gimbal. Càng đi game cái càng đáp thì bên đây thì còn vững nè, bên đây thì nó lật lìa luôn rồi, nó nhóm lên luôn đó. Nên giờ mình sẽ bắt đầu mình dán keo này kia lại hết rồi. Mình dán xong mình sẽ cho các bạn xem khi mình dán xong nó sẽ như thế nào ha, và em ấy có còn hoạt động được đủ không ha. Tại vì hôm bữa là cái chỗ vị trí này nè các bạn, nó không quay nữa đó, nó không quay nữa. Thì hồi đầu video các bạn có coi thôi, thì nó chỉ quay qua cái này thôi, còn cái này là nó không quay. À, bây giờ mình sẽ dán keo này kia lại rồi mình chỉnh thử coi em nó có quay được cái cánh này không ha các bạn. Rồi, tiếp tục theo dõi mình làm nhé. Dán em ấy lại xong hết rồi nè, khắc phục được tình trạng và gùng gời tay chân của nó, thì giờ mình đã ấy lại ok hết rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình gắn pin và mình test thử tình trạng hoạt động của em máy ha. Mà hồi nãy mình có ấy thử rồi là nó bị kẹt nữa nè, cái lúc mà mình quấn keo á, mình quấn keo để giữ lại á, thì nó bị dính, nên là bây giờ là nó xây được đó, nhưng mà phải coi lại tình trạng của nó là nó như thế nào đó. Rồi bây giờ mình sẽ gắn pin vô mình thử ra cho các bạn xem nha. Đây đó, pin này là còn hai nấc. Bây giờ mình sẽ kiểm tra thử. Các bạn nghe tiếng đó nha. Đó, tiếng còn rất lớn ha các bạn. Rồi giờ mình sẽ kết nối thử với tay điều khiển của mình nha các bạn.
mở lên rồi. Nhưng mà nó kết nối và nó sẽ báo đèn xanh nha các bạn. Còn đây nó còn đèn đỏ. Rồi nè, nó đã báo đèn xanh này nè. Đó. Rồi giờ mình sẽ đưa, mình sẽ cho nó quay thử nha các bạn. Khi mà nó nhận được GPS rồi á thì nó mới cho bay. Tại vì lúc trước mà có màn hình á thì còn sẽ được, còn giờ không có này thì sẽ màn hình cũng như không à. Nên bây giờ chỉ test thô, cái này là test thô nè, không có màn hình nữa bạn. Thì nếu mà có GPS rồi và nó sẽ cho khởi động đó bạn. Đó, đây là chưa cho khởi động nè. Chưa cho. Để giờ mình cho nó xuống đất thử nha các bạn. Rồi mình sẽ gắn cánh vô thử cho mấy bạn xem mà bốn cái cánh có nó quay như thế nào nha. Mình sẽ lắp cánh. Mình sẽ lắp cánh vô thử rồi mình cho nó cho mấy bạn dễ mình thấy nó quay nha các bạn. Cánh. Giờ mình ấy sẵn ở đây mình còn bốn cánh đen nữa đó. Mà mình chưa được xài đâu à, hình như là mình bay được một lần cái gì nên là nếu mà có bay nữa chắc mình lấy cánh đen ra mình bay luôn cho nó đẹp này, đi dài đó bạn. Bây giờ mình sẽ khởi động thử rồi em ấy đã nhận được chưa nha. Nhận được rồi các bạn, bốn cánh hoạt động hết nha. Đó. Để cho các bạn coi bốn cánh hoạt động rất là mạnh nha các bạn. Rồi bây giờ là đáng như vậy nè, nên là mình sẽ đi ra ngoài mình bay thử lên để bạn xem cái nữa rồi mình kết thúc video nha. Mình sẽ đi ra ngoài mình bay lên thử cho các bạn xem là tình trạng cân bằng của em ấy còn ổn không, rồi sau đó mình mới dán tiếp cái này. Nên bây giờ mình chỉ bay cho các bạn xem để video nó bớt dài chút ha. Đó, nên là nếu mà dán nữa này kia thì nó lâu. Đây các bạn thấy đèn báo không, hai đèn sau này còn đó, rồi hai cái đèn đỏ. Hai đèn đỏ này là khi nào bắn hết pin rồi bạn hỏi nó nháy lên đó mà. Rồi giờ mình sẽ đi ra mình bài thử. Còn con này mới mốt mình nghĩ là để dành mình đi câu cá. Mình sẽ dùng con này để mình câu cá, câu ngoài cam á. Thì các bạn chờ xem video mà mình sử dụng nó để cho những mục đích khác thôi mà. Chứ giờ nó không có camera thì mình đâu có quay cảnh nữa cho các bạn xem được. Quay cảnh thì mình tại con kia rồi. Đó nên là con này chỉ giờ vào để dành câu cá hay là chơi mấy cái trò gì đó nữa thì mình sẽ làm cho các bạn xem ha. Đợi các bạn coi mình cho em ấy bay lên nha. Là trời cũng hơi tối á nên bây giờ mình đem ra đây mình bay lên cái cho các bạn xem. Với nó báo cũng gần hết pin rồi đó bạn. Thì mình chỉ bay lên cho các bạn xem mà trạng thái của nó. Sau khi mà bị tanh bành vậy á thì nó còn giữ thăng bằng được tốt hay không ha. Đó, cảnh thì quay rồi nhưng mà cái tình trạng cân bằng á nó còn cân bằng tốt và giữ vị trí tốt á thì mình mới đem đi bay được ha các bạn. Đó. Mắt cao mà các bạn thấy nó ngọ ngọ. Rồi, giờ mình bay nha. Rồi giờ mình bay nó lên mình cho nó đứng tầm khoảng 2 mét nữa các bạn. Cho em ấy đứng tầm khoảng 2 mét. Có khó thiếu không? Mình sẽ cho em ấy về lại nha. Đó, bạn thấy không? Các bạn thấy tình trạng giữ thăng bằng của em ấy cũng khá tốt nha các bạn. Tức là GPS có hoạt động thì nó mới chỉnh chỗ vậy được ha. Đó, bây giờ mình sẽ thử. À, nó báo đèn đỏ rồi kìa, hết pin rồi các bạn. Nó tự nhiên hảo luôn rồi đó. Nó báo đèn đỏ nó tự hảo luôn rồi đó. Nên bây giờ mình sẽ đổi cục pin khác, mình bay thẳng lên trên cho các bạn xem. Bây giờ mình đổi cục pin khác, mình sẽ bay lại một lần nữa cho các bạn xem nha. Tụi mình sẽ quay một vòng máy xem mấy bạn coi nó giữ vị trí ok không.
Rồi các bạn, mình khởi động lại được ha. Rồi giờ mình sẽ vào tư bên lại nha. Nó còn trao đảo như là GPS chưa có đủ nha các bạn. Nó còn nhúc nhích nhúc nhích mà chưa đủ á. Rồi mình cho cao hơn tí nữa, mình sẽ đi quay một vòng em nói cho anh. Hãy xem nè. Bây giờ là GPS đủ rồi đó. GPS đủ rồi, nó sẽ đứng yên như vậy nè. Rồi giờ mình sẽ cho em máy bay thẳng lên trên cho lại xem nha. Đó, em thấy không? Đó, mình cho máy bay thẳng lên luôn á. Đó, báo đèn đỏ rồi đó mấy bạn. Báo đèn đỏ và hết pin này đó. Nói chung là bây giờ không có kết nối màn hình vô được thì mình khó coi đó mà. Đó, chưa? Đó, nó mới báo đèn đỏ thôi chứ còn pin đủ quay. Rồi giờ mình hạ máy xuống nha. Đây, các bạn xem máy bay một vòng này. Đây nè. Nếu mà có camera và camera nó sẽ quay về đây nè, đó. Rồi, mình cho em máy đáp xuống rồi. Nói chung là gió của em máy rất là mạnh lắm ạ. Hôm nào mình sẽ nhúm lửa bằng em máy rồi câu cá này kia đủ thứ hết rồi các bạn. Rồi bye bye các bạn đã xem video của mình nha. Các bạn thấy video này hay nhớ cho mình like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.